Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì anh em đã vừa nghe chất âm của những chiếc đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu DK Pro có mã là KX9000. Dòng này em bán cho anh em cực kỳ là nhiều rồi. Và ngày hôm nay rất là vui mừng em tiếp tục về được cho anh em 5 chiếc đẩy 4 kênh này. Và sẽ bán xả cho em một mức giá rất là tốt nhé. Cam kết một mức giá cực kỳ là tốt cho anh em muốn sở hữu những dòng đẩy 4 kênh chất lượng, hàng chính hãng đến từ thương hiệu DK Pro nhé. Thế anh em theo dõi video, ủng hộ Thế Anh Audio hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông đi ạ. Anh em bỏ ra 3 giây cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio nhá. Thì đây em xin phép giới thiệu cho anh em này. Anh em nào chưa biết đến những dòng đẩy 4 kênh này, em sẽ giới thiệu lại chi tiết cho anh em nhá. Mặt trước đây ạ, rất là đẹp. Anh em thấy mặt trước đây, hai thiết kế này, cái tản nhiệt này cực kỳ đẹp, anh em có thể dùng làm quai sách luôn hai bên. Rất là đẹp. Đấy, phím công tắc nguồn bật tắt ở đây. 4 núm điều chỉnh kênh A, B, C, D đầy đủ ở đây cho anh em. Đấy, và một hệ thống dàn đèn. Đấy, dàn đèn nháy, anh em bật công suất dàn đèn sẽ nháy nhá. Rất là đẹp. Có hai tai bắt vào tủ âm thanh hai bên cho anh em. Đấy, ok. Con này anh em có thể với công suất con này 4 kênh, công suất ở đây anh em, công suất sẽ là 900W một kênh. Thì 900W một kênh anh em có thể ghép khoảng đây là mỗi kênh anh em ghép một chiếc full 40 còn 100 nhá. Mỗi kênh ghép một chiếc full 40 còn 100 hoặc là một đôi 30 đều được. Hoặc anh em có thể một súp đơn 50 đều được cho anh em nhá. Đấy, mỗi kênh sẽ anh em nhắc lại nhá. Mỗi kênh ghép một súp đơn 50. Đấy, hoặc là một chiếc loa coi full 40 coi 100 hoặc là anh em có thể mua ghép một đôi 30 đều được. Đánh công suất căng bét cho anh em luôn nhá. Công suất là 900W một kênh, anh em yên tâm sử dụng. Đấy, rất là đẹp về thiết kế mặt trước này. Và mặt sau đây nhá, em sẽ quay cho em mặt sau này. Mặt sau của những chiếc đẩy này em đang kết nối trực tiếp, anh em nghe nhạc trực tiếp ở những chiếc đẩy này. Đấy, sẽ có hai quạt gió hai bên này, anh em thấy không? Hai quạt gió đằng trước và hai quạt gió đằng sau, đảm bảo là lại rất là mát, chạy cực kỳ là êm cho anh em. Anh em ấy hiện tại đang chạy rất là êm. Đấy, các tín hiệu đầu vào từ đài CS1, CS2, CS3, CS4. Các tín hiệu đầu ra đây, có cả cầu ra loa, có rắc lưu trích đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, cầu ra loa, rắc lưu trích và các chế độ đánh dưới này. Sitel Para Bright đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, đầy đủ luôn, hàng rất là đẹp, hàng mới nguyên hộp cho anh em luôn. Ok chưa? Đấy, và đặc biệt con này phải nói đến nội thất của nó. Đây, nội thất đây. Đấy, nội thất của nó anh em đầu tiên phải đập vào mắt này. Một cái nguồn này cực kỳ là khủng, anh em thấy không? Nguồn cam kết anh em là nguồn đồng nhá. Là riêng cái nguồn này sẽ được bảo hành cho anh em 2 năm. Đấy, công ty bảo hành cái nguồn này 2 năm. Vì nguồn này là công ty tự sản xuất, nguồn đồng rất là chất lượng luôn. Đấy, ok anh em thấy không? Nguồn đồng rất là khủng. Đấy, cả một bàn tay không hết luôn. Rất là khủng cho anh em nhá. Đấy, con này sử dụng 16 tụ lọc nguồn. Đấy, 2, 4, 6, 8, 16 tụ lọc nguồn, 63V và 10.000 microfarad. Đấy, 8 đây, quên một chút, 80V và 15.000 microfarad. Rất là chất lượng cho anh em nhé. Đấy, 80V và 15.000 microfarad. Mạch là mạch đen hoàn toàn. Tất cả vì mạch là vì mạch đen. Anh em thấy không? Vì mạch đen cực kỳ là chất lượng. Vì mạch đen nhé. Đấy, con này sò đây anh em thấy nhá, tất cả là sò trường NGV kép. Đấy, sò trường NGV kép, 14 sò một kênh, tổng cộng là 56 sò trường NGV kép cho anh em. Có bù áp từng kênh từng vế, đều có bù áp luôn. Anh em thấy có bù áp trực tiếp. Đấy, tất cả là sò trường NGV kép nhá anh em nhá. Em lưu ý là tất cả là sò trường NGV kép, nó khác hoàn toàn sò thường. Anh em đánh sò này nó khác hoàn toàn, anh em đều biết rồi. Sò thường NGV kép công suất nó ra rất là căng luôn, hiệu năng rất là tốt. Đấy, ok chưa? 56 sò trường NGV kép này, nguồn khủng này, 16 tụ lọc nguồn này, mạch đen xì luôn cho anh em. Mạch đen cực kỳ là chất lượng. Đây, linh kiện chất lượng, rất là chất lượng, linh kiện hoàn toàn là linh kiện chất lượng cho anh em nhé. Hàng này hàng mới, bảo hành 1 năm, anh em yên tâm sử dụng nhé. Có lỗi đổi một trong vòng 1 năm, yên tâm nhé. Đấy, các cái tản nhiệt đây, tản nhiệt nhôm rất khủng cho anh em, đánh cực kỳ nó mát. Hai quả gió đằng trước, hai quả gió đằng sau, chạy rất là êm. Đấy, rất là êm nhá. Đây, em sẽ test lại nhạc cho anh em nghe này, nghe chất âm từ con đẩy này, đánh cam kết anh em đánh tiếng ra cực kỳ sáng và chất âm của nó đánh rất là uy lực. Đấy,
và có lửa không tốt nha. Con đun bên này là 30, căng bếp anh em ạ. Những chiếc đẩy DK này em tiếp tục sẽ giảm giá cho anh em, đẩy dòng đẩy 4 kênh đấy. Ngoài thị trường bán con này thì tầm khoảng hơn 7 triệu, ngày trước em cũng bán cho anh em là 6.800.000, nhưng ngày hôm nay nhá, đặc biệt ngày hôm nay em có 5 chiếc đẩy về chỉ bán cho anh em một mức giá là 6.600.000. Bên em bao ship cho anh em, tặng dây dắt kết nối, chỉ có 6.600.000 bao ship, tặng dây dắt kết nối. Anh em mua hàng nhắn tin số cho em, chốt đẩy KX9000 hoặc là chốt đẩy DK 4 kênh, chỉ 6.600.000 bao ship, tặng dây dắt kết nối, nhận hàng em được kiểm tra và thanh toán, ok chưa? Đấy, chỉ có 6.600.000 anh em sở hữu một con đẩy DK 4 kênh, công suất là 900W một kênh, hàng nội thất cực kỳ là khủng. Đây, nguồn khủng này, sò 15-16 sò trường là JVK 16 tụ lọc nguồn, cực kỳ là chất lượng nhá. Mua hàng nhắn tin đến số đó em, chốt đẩy KX9000 hoặc là chốt đẩy DK 4 kênh, 6.600.000 bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán, ok chưa? Mua hàng anh em chốt nhá, giá cực kỳ tốt cho anh em, thì anh em theo dõi video ủng hộ cho anh em đô hoan hỉ cho bên em Simonai đi ạ. Đấy, hoan hỉ cho bên em Simonai một đăng ký kênh và nhấn chuông để chờ đợi các video tiếp theo từ thế anh em đô nhá. Bên em sẽ tiếp tục ra rất nhiều các video liên tục thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, xin chào anh em.